Xin chào mọi người, mình là bác sĩ Như, mình là bác sĩ da liễu từ bệnh viện thẩm mỹ MCAS. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu với mọi người một công nghệ làm đẹp mà rất được ưa chuộng, không chỉ ở Việt Nam mà trên cả thế giới, đặc biệt là ngay cả ở Hàn Quốc thì cũng là rất là nhiều chị em phụ nữ sử dụng công nghệ này. Đó là công nghệ tiêm căng bóng, trẻ hóa da. Về quy trình của tiêm căng bóng thì đầu tiên vào đây thì mọi người sẽ được rửa mặt, tẩy trang. Sau đó các bạn sẽ hút nhờn và lấy sạch mụn cho mình. Mình sẽ có khoảng thời gian ủ tê khoảng 20 đến 30 phút. Sau đó thì mọi người sẽ được vào sát trùng và tiêm. Liệu trình tiêm thì chỉ kéo dài khoảng 15 đến 20 phút. Thực ra là nó không đến nỗi quá đau đâu, rất là nhẹ nhàng với da của mình. Với cái công nghệ này thì mình sẽ tiến hành bằng việc là đưa các vitamin, dưỡng chất, collagen cũng như là các acid amin có lợi cho làn da mình trực tiếp vào trong da. Nó sẽ đi đường ở dạng là tiêm, mình sẽ tiêm trực tiếp vào trong da. Và vì là dạng tiêm như vậy cho nên là nó ưu điểm của nó cao hơn rất nhiều so với việc mà mình sử dụng lăng kim. Nếu như lăng kim là mình tạo nên những cái lỗ tổn thương, sau đó mình đưa cái dưỡng chất nó thấm vào, thì cái này là dạng tiêm trực tiếp, đưa trực tiếp dưỡng chất vào trong da và hoàn toàn không đóng mài. Sau đó thì các bạn sẽ được đi dưỡng chất và đắp mặt nạ, đồng thời là chiếu ánh sáng sinh học. Cuối cùng là mình sẽ đưa một lớp dưỡng chất là các lớp collagen để cho nó thấm trực tiếp vào làn da lúc đó. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái liệu trình của mình rồi đó ạ.